Con súp chầm hôm nay em giới thiệu cho bác. Đối với con súp chầm này nó là bát 25. Các bác có thể đặt ở gầm ghế ô tô hoặc là gầm tủ, gầm kệ hoặc là tại ở trong thùng loa nhé bác nhé. Có nhiều chiếc loa của các bác là các bác không muốn độ súp mà bác cần dùng cái công suất của âm ly đánh luôn súp tại loa thùng thì bác có thể lắp những con này vào. Về cái đường phía sau của nó đây, nó có hai đường, đường xanh và đường đen này. Cái đường xanh và đường đen này thì bác có thể đánh thành hai vế, hai cầu loa. Còn nếu bác nào không có hai cầu loa, bác chập đường xanh với đường đen thành một, đường đen thành một và đường xanh thành một vế thôi, không có sao. Hoặc là nếu bác có cả hai cầu loa thì bác tách nó ra. Đấy. Thì đối với con này phải nói luôn là chất bát, chất súp rất là khỏe. Mức giá tiền thì báo cáo bác là 800k một chiếc. Hôm nay mới về tiếp cho bác. Tuần trước về được mấy chiếc thì em gửi hết cho bác rồi. Con này thì bao bánh phê. Con này thì thiết kế mặt sau đồ côn này có tản nhiệt. Có tản nhiệt để đánh công suất lớn rất là tốt luôn. Mức giá 800k một chiếc này bác nhé. Các bác có thể mua một hoặc hai chiếc. Ví dụ như nhà bác nào có những đôi loa nghe nhạc khá là hay nhưng mà bác lại thiếu bát. Mà cộng má âm ly của nhà bác nó thừa công suất, bác có thể đấu ké nó vào bên áp vào phía đáy sườn loa, thùng loa, trong thùng loa cũng được hoặc ngoài thùng nhé. Đấy, úp vào, sau đây em Tuấn test cho bác. Con này 800k một chiếc này đấy. Mời bác vào test này. Em nó đánh với con âm ly mini này bác nhé. Em đang đánh con âm ly mini này thôi nhé. Chứ còn nhà bác âm ly to thì thoải mái. Bát 25 nha. Các bác đợi nhé, em sẽ đánh hai con súp một lúc trên một cái âm ly này. Tại sao em cố tình đánh hai súp? Vì các bác có thể lấy con âm ly này về để đánh cho súp. Tại sao? Con âm ly này chạy được điện 12V. Đấy. Cái hay của nó là nó chạy được điện 12V. Đây này. Và đằng sau nó lại có đến 4 cầu loa. Bác nhớ là điện 12V này. 12V 5A. Ok chưa? Các bác đợi em lắp thêm một con súp nữa. Em đánh một lúc hai con súp cho bác xem. Sau khi em Tuấn đã ghép, em lắp hai con súp để cho một con âm ly mini 10. Con này đánh được được. Đây em đang chạy điện 220 nhưng nó đánh được cả điện 12V. Em cố thử như thế để có bác nào muốn lắp hai con súp ở gầm ghế sau xe ô tô hay xe khách tùy các bác. Thì bác có thể đặt con âm ly này vào để cho đánh nhé. Sau đây em Tuấn test hai con âm ly này đánh này. Con âm ly này 680 nghìn. Còn con loa súp này, bát 25 này 800 nghìn một chiếc. Ở trong loa xe con các bác thì bác có thể lắp một chiếc là đã rung lắm rồi. Còn bác nào thích lắp hai chiếc thì đánh vũ lực thì hai chiếc. Thế thôi. 800.000 một chiếc. Sau đây em test hai chiếc cho bác xem này. Lắp xe là lắp như này bác nhá, lắp ngửa cái miệng lên. Tám trăm nghìn một chiếc. Đây, đánh vào con như này luôn. Đấy, em đang đánh vào con này. Vậy là con này nó có thể phang súp cho bác luôn. Đây, em thử. Tám trăm k một chiếc bác nhá. 800k một chiếc loa này, bát 25. Còn con âm ly này là 680k. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn, em test cả hai con rồi.